lùi lên lẹ đi. Thank you.
giọng cái keo ở trên rồi. Đụng cây keo mới rồi. Đi. Ghê chứ các bạn. Cua đừng nguy hiểm các bạn nha. Cái đoạn này thì xe phải chở. Lùi lên lẹ đi. Cái này lên con dốc này các bạn nha, các bạn xem nha. Dốc này là khó chịu lắm. Chờ bóc tè đang cầm xong rồi các bạn nha. Mình theo xong rồi đây, bây giờ lên mấy cái dốc này. Dốc này cũng không cao bao nhiêu lắm, mình khó chịu lắm. Đây là con sông quê nhà các bạn nha. Xe chuẩn bị lên dốc này. Đi gần các bạn nha, sợ keo tuột xuống là nguy hiểm lắm. Bạn xem một số keo mấy bữa trước xe đổ tuột mớ keo đó các bạn,
tay em số keo đã đủ trước này. Hy vọng qua con dốc này các bạn xem lại con dốc này nè, khó chịu lắm.